trường bất động sản có phục hồi nhờ hai gói tín dụng 120.000 tỷ và 110.000 tỷ hay không? Thật ra nó sẽ đủ sức mạnh tác động nha các bạn, nhưng sẽ không phải theo hướng mà các bạn kỳ vọng. Hai gói tín dụng này đều hướng đến đối tượng chính là nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nhà ở dành cho người có thu nhập thấp. Thì cái câu chuyện này rất giống với cái câu chuyện mà hỗ trợ 30.000 tỷ đồng vào cái giai đoạn 2012-2013. Tại vì trước đó giai đoạn 2011-2012 thì thị trường bất động sản cũng đóng băng y như bây giờ vậy. Và sau khi được cứu trợ thì mãi đến 2013-2014 thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi. Và phục hồi này không phải dành cho các phân khúc bất động sản mà nó chỉ phục hồi dành cho cái phân khúc nào mà nó có giá trị thật. Nó đáp ứng cái nhu cầu thật của người dân, ví dụ như là nhà ở thu nhập thấp rồi đến trung bình. Mãi đến giai đoạn 2016-2017, thị trường mới bắt đầu tăng tốc. Và một năm sau đó, 2018, thị trường mới thật sự sôi động trở lại. Vào giai đoạn này, các dự án bất động sản ven biển, các biệt thự nghỉ dưỡng, nói chung là các bất động sản phân khúc cao cấp như kiểu Aqua City của Novaland ấy, nó mới ngóc đầu lên nha các bạn. Thế thì câu chuyện ở đây là khi bơm tiền hỗ trợ thì nó sẽ có độ trễ nhất định để thị trường phục hồi. Vậy thì các bạn thử tính xem lần này độ trễ là bao nhiêu năm. Ngọc Yakun phím lệnh kỳ lần chột lãi suất thần.